các bạn muốn có một cái cây bonsai kiểu dạng siêu mini như này để chơi thì nó rất là đơn giản. Chỉ cần các bạn có một cái cây mẹ, cây phôi mẹ thì các bạn tách ra nó ra các cái cây nhỏ rất là đơn giản và trồng ở trên cái chậu mini kiểu dạng như này. Chơi mini thì nó có một cái nó cuốn hút lắm, nghĩa là nó rất là tiện đi các bạn. Đấy, các bạn đi chơi đâu các bạn mang đi cũng được. À, gọi là bỏ vào túi mà cho vào cốp xe mang đi nó rất là tiện. Các cái cây nhỏ này thì chăm sóc nó cũng rất là dễ. Đây là các cái cây hồng loan mai mình đang tách ra từ cái mẹ. Mình sẽ nuôi cho nó khỏe xong thì mình sẽ tách ra các cái chậu để chơi. Cây này thì nó cũng có hoa nhé các bạn. Nó có hoa màu trắng hồng từ cây mẹ này mình tách ra. Rất là nhiều cây con luôn và đang phát triển rất là bình thường. Nó khỏe lắm mọi người ạ. Rất là khỏe luôn. Đây mọi người nhìn thấy không? Nó từ một cái rễ nhá. Đấy, nó ra được các cái cây con này. Đấy. Khi mà nó bông tán nó đẹp rồi thì mình sẽ tách ra cái chậu nhỏ, các cái chậu nhỏ kiểu dạng như này để mình chơi. Nó từ là cái rễ mà. Nó từ là một cái rễ thì mình cho ra thôi. Cái chất nhiều bạn hỏi cái chất trồng ấy thì cái chất trồng này là mình tự mix, nó có rất là nhiều những thành phần tốt cho cây, sạch sẽ, không có mầm mống sâu bệnh. Các bạn nhìn các trên các cái bề mặt chậu của mình nó không gì có cỏ đâu, không có cỏ. Rất sạch. Nó thoát nước tốt và giữ lại chất dinh dưỡng cho cây. Con này nhìn nó đổ rất hay mọi người nhé. Cái đầu này khi nào nó ra mầm thì nó sẽ rất là đẹp luôn.